Bài 75 này, cho tứ diện ABCD có AB bằng A, tất cả cạnh còn lại bằng 3, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD. Chúng ta vẽ hình. Chúng ta cứ mạnh dạn vẽ hình thôi. Tứ diện AB và CD, AB CD 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 rồi, ABCD có AB bằng A này, các cạnh còn lại là A, tất cả đây là 3 hết. Đây, bây giờ vẽ đại diện thôi. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD, AB và CD, đây, D, AB, CD. Bài này chúng ta sẽ dùng xác định đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng. Thực chất thì đây là hai đường thẳng chéo và vuông góc với nhau. Lý do thì chúng ta sẽ được thấy như sau này. Đoạn này là trung điểm đi, gọi M là trung điểm của AB, là trung điểm của CD. Đó. Thế ta thấy này. Thằng này cũng bằng 3 đây, đúng không? Cho dễ nhìn này. Cái đoạn MC và MD, MC và MD thì thứ nhất nó bằng nhau, hai là nó là đường trung tuyến của cái tam giác CAB và nó và DAB thì nó cũng vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao. Lý do là tam giác ABC này là cân tại C, thằng này bằng 3 mà, và cái thằng DAB này cũng cân tại D, do đó là nó vừa là đường trung tuyến vừa đường cao, do đó đây nó vuông góc, đúng không? Vậy thì tóm lại là AB nó sẽ vuông góc mặt phẳng nào? CMD. Vì AB nó vuông góc với CM, AB nó vuông góc với gì? MD. Hay nói cách khác, AB nó vuông góc với thằng CD thì đây chính là hai đường thẳng chéo vuông góc với nhau. Thế chúng ta chỉ cần thì từ lối M với L thôi. Thì ta thấy rằng cái tam giác MCD này này cũng là tam giác cân tại M, bởi vì chúng ta thấy là CM bằng DM, lý do là hai tam giác CAB và DAB là hai tam giác bằng nhau và có chung cái cạnh đáy là AB. Đấy. Do hai đường trung tuyến xuất phát từ hai đỉnh mà đi xuống cái cạnh đáy này nên sẽ nó có độ dài bằng nhau. Do đó MC thì bằng MD. MC bằng MD thì do đó là L là trung điểm của CD thì ở đây chúng ta sẽ có là MN sẽ vuông góc với CD. Và vừa rồi ta thấy AB nó vuông góc mặt phẳng MCD thì do đó là AB sẽ vuông góc với MN nữa. Thì đây MN chính là đoạn vuông góc chung của hai cái đường thẳng AB và CD, và nó chính là khoảng cách trong trường hợp này là chéo và vuông góc thì chúng ta sẽ dùng đoạn vuông góc chung cho nó dễ. Vậy trước tiên thì ta sẽ gọi này. Gọi M phẩy N lần lượt trung điểm của AB và CD. Rồi, thế thì ta có này, tam giác ABC và tam giác ABD cân tại C và D. Từ đó ta sẽ thấy, suy ra
là AB vuông góc với CM, và AB vuông góc với gì? DM. Từ đây ta suy ra AB vuông góc với MCD. Suy ra luôn AB vuông góc với MN. Đúng không? AB vuông góc MN. Mặt khác, thì ta có là CM bằng DN BM, vì tam giác CAB bằng tam giác DAB. Trong trường hợp này là cạnh 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 đúng không? Ba cạnh bằng nhau. Đấy. Và cùng đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh mà có một đi qua một cạnh chung đấy. Đấy, đó chính là đi qua trung điểm của cạnh chung. Thế thì suy ra tam giác MCD cân tại M. MCD cân tại M thì ta sẽ có là MN vuông góc với CD. Suy ra MN là đoạn vuông góc chung. Của gì? AB và CD. Đấy. Vậy thì từ đấy suy ra MN chính là D AB phải CD. Thì ta tính thôi. Ta tính. Thế đầu tiên ta phải tính gì? Tính CM. CM xong rồi ta mới tính được gì? MN, vì chỗ này vuông rồi. Ta có CM thì bằng căn bậc 2 của BC bình trừ đi BM bình. BM bình hay bằng căn bậc 2 của BC bình chính là chín a bình trừ đi a bình trên 2, tức là a bình trên 4, a trên 2 tất cả bình này thì a bình trên 4. Được chưa? Thôi mình tính luôn cái thằng thằng gì thằng thằng MN bằng căn bậc 2 của CM bình trừ đi CN bình. CM bình thì bằng 9 này. 9A bình này trừ đi A bình trên 4 này. Rồi CN thì tức là trừ đi 3 phần 2 A tất cả bình, tức là 9 phần 4 A bình. Và chúng ta sẽ bấm máy tính thằng này. 1 phần 4, 10 trừ 10 phần 4 trừ 10 phần 4 là bao nhiêu? Đây là 9 trừ 10 phần 4 4 thì 4, 4 9 36. 36 trừ đi 10 thì còn 26. A căn 26 trên 2. Đấy, kết quả là như thế. Ok. Đúng nhỉ? 49 36 rồi, 36 trừ đi 10. Đấy. Phần 2 rồi, ok, đấy. Chính là khoảng cách. Được không nhỉ? Bài 81 này, cho hình trong SABCD có đáy là hình thoi tâm O cạnh A góc C thì bằng 60 độ.
À, đường cao SO bằng A. À, tức là O chính là chân đường cao hình chóp. Tính khoảng cách AD và SB. Ồ, bài này cũng dễ dễ, tương tự như một cái bài mà mình vừa làm, đó là bài 77. Đúng không? Đây, chúng ta lại vẽ hình. O là giao hai đường chéo. À, kéo thẳng đứng lên. Nối với các đỉnh. Cộng S A B C D A B C và D. Hình thì về cơ bản nó giống như hình bài 77. Nhưng mà đáy thì nó lại hình thoi tâm O, cạnh A góc C bằng 60 độ, góc này bằng 60 độ. 60 độ. Góc này bằng 60 độ lên cạnh A, đây là cạnh A. Thì tam giác chúng ta sẽ thấy tam giác là B, C, D là đều, hoặc là A, B, D là tam giác đều. Thế thì chúng ta thấy ngay là bài này thì không cần kẻ thêm đường, đúng không? Tức là cái bước 1 ta được bỏ qua. Bởi vì ta thấy là chúng ta tính khoảng cách, đúng không? Tính khoảng cách D từ, yêu cầu tính D từ AD đến SB. Thế người ta thấy là AD nó đã song song với thằng BC. Vì vậy chúng ta không phải từ B kẻ một đường thẳng song song với AD nữa, vì nó có sẵn rồi, không phải kẻ nữa. Bài này không phải kẻ nữa. Đó. Thế chúng ta thấy ngay. Thì ta thấy này, ta có AD song song với BC, nên suy ra AD song song với mặt phẳng SBC, và suy ra luôn D từ AD đến SB thì bằng D từ AD đến mặt phẳng SBC. Đó. Được chưa? Nhất như vậy. Bước thứ hai là chúng ta làm thế nào? Là căn cứ vào cái chân đường cao hình chóp này thì ô, từ ô ta kẻ một đường thẳng vuông góc, tức là qua ô kẻ một đường thẳng vuông góc BC. Chúng ta phải chú ý này, tam giác của chúng ta, cái tam giác BCD là tam giác đấy, là tam giác đều. Do đó chúng ta thấy này, ví dụ cái điểm M đây chẳng hạn, M là trung điểm của BC, thì ta có DM này này, DM này sẽ vuông góc BC, đúng chưa? Rồi. Do đó từ O ấy mà kẻ đường thẳng vuông góc BC thì nó sẽ song song với DM, chúng ta phải kẻ song song với DM đây. Đây, kẻ song song, tưởng tượng đây song song. Được chưa? Đây song song. Đây giả sử như điểm Y đi. Đây điểm Z đi chẳng hạn.
song song thì đương nhiên đoạn này là vuông góc rồi. Thế ta nối FI thôi. FI. Thế thì thực chất lúc này ta thấy là O sẽ là trung điểm của EZ. Vì vậy nếu kẻ từ G mà kẻ một đường thẳng vuông góc đến SI GK đi, và cũng từ O kẻ một đường thẳng vuông góc với SI H đi. Đó, chúng ta nhìn thấy chưa? Thì lúc này OH ấy sẽ bằng 1 phần 2 JK. Đấy. Mà chúng ta thấy ngay được là khoảng cách từ AD đến mặt phẳng SBC nó chính là JK. Đấy. Bài các bài toán nó tương tự nhau. Giờ, thế bây giờ ta sẽ chứng minh cái điều đó. Đấy, ta chứng minh. Thế bây giờ từ gì? Gọi M đi. Gọi M là trung điểm của BC do tam giác BCD đều, nên từ đấy suy ra DM vuông góc với BC. Rồi gần nhất qua ô kẻ EZ song song với DM thì lúc này suy ra ta có EZ sẽ vuông góc với BC, mà BC lại vuông góc với F gì? SO, nên từ đấy suy ra BC vuông góc với mặt phẳng SEZ. Gì? Tức là BC vuông góc hai đường thẳng cắt nhau nằm trong SEZ. À, suy ra tiếp SBC vuông góc với mặt phẳng SEZ. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau và theo giao tuyến là SZ. Thế đây ta gọi gì? À, từ Z kẻ ZK vuông góc đến SI. Thế từ đấy suy ra ta có JK sẽ vuông góc với mặt phẳng nào? Góc bằng SBC. Đấy. Một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này vuông góc giao tuyến thì vuông góc mặt phẳng kia, nên theo tính chất rồi. Và lúc này ta sẽ có JK chính là bằng D từ J đến SBC, hay cũng chính là bằng D từ AD đến SBC. Đó, trình bày xong như vậy. Tiếp tục từ O kẻ OH vuông góc với SI. Thế lúc này ta sẽ có OH bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 JK. Dễ dàng OH bằng 1 phần 2 JK, đúng không? Vì O là trung điểm của EZ nên nó bằng 1 phần 2 gì? OH là bằng 1 phần 2 JK theo tỷ số Allen. Thế bây giờ ta tính thôi. SO cho bằng A rồi thì bây giờ ta phải tính O, OI. Thì ta có này, thế là DM là đường cao trong tam giác này đều nên nó bằng A căn 3 trên 2, ta phải nhớ. Và OI sẽ bằng một nửa DM, 1 phần 2 DM, hay bằng A căn 3 trên 4. SO ta có rồi, vậy thì từ đấy suy ra 1 trên OH bình thì bằng 1 trên SO bình cộng với 1 trên OI bình bằng 1 trên SO bình chính là A bình cộng với 1 trên sẽ là cái này thành bình phương lên nghịch đảo thì thành 16 phần 3
A bình quy đồng lên thành mười mấy, 16 cộng với 3 là 19 phần 3 A bình. Vậy từ đấy suy ra OH chính là bằng A căn 3 phần 19. Và suy ra luôn là gì? DM, à xin lỗi, JK, à JK đúng rồi, bằng 2 OH tức là bằng 2 A căn 3 phần 19. Rồi, đấy chính là, và suy ra luôn D từ đâu? D từ AD đến SB thì bằng JK và vào bao nhiêu nhỉ? 2A căn 3 phần 19. Rồi, ok. Xong. Đó. Được chưa? Vậy bài này thì cũng không phải là quá phức tạp đúng không? Đấy. Một bài hình thì nó cũng tương đối là những phần khoảng cách thì nó khó rồi, nhưng mà nó chưa phải dạng quá khó. Rồi, ok. Tiếp tục sang bài 82. Nó cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. Tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa SA và BD. Ta vẽ hình. Chúng ta nhớ này, tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc đáy. Vậy hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này vuông góc với giao tuyến thì vuông góc mặt phẳng kia. Vì vậy cái tam giác SAD là tam giác đều, do đó thì cái đường cao xuất phát từ đỉnh S đấy, thì nó sẽ vuông góc AD, và vuông góc AD nó sẽ là giao tuyến của SAD với mặt đáy. Thế do đó là ví dụ đấy là SH chẳng hạn. Đấy, thì SH sẽ vuông góc với ABCD. Chúng ta lưu ý vậy, ta vẽ luôn cái vuông góc như vậy cho nó dễ. Ta vẽ này. Từ trung điểm của cạnh đây là AD đi. Mình thẳng vẽ thẳng đứng lên. Ta vẽ cố gắng để tránh những ba cái đường thẳng này là thẳng hàng này. Ba cái điểm là thẳng hàng. Thì chúng ta sẽ sau này vẽ nó rất là khó. Vẽ trên cái A này nó hơi khó một chút đấy các em này. Đây sẽ là A. Yêu cầu là A, B, C và đây là D. Đấy. Thì đây là H. H là vuông góc với AD. Tam giác SAD là tam giác đều. Do đó cạnh này bằng A. Này bằng A. Còn đây nó là A. Ok. Tính khoảng cách giữa SA và BD. Đây BD đây. Bài này chúng ta thấy rằng là SA và BD là hai đường thẳng chéo nhưng không vuông góc với nhau. Đó, chéo không vuông góc nhau. Thế thì chúng ta phải kẻ mặt phẳng phụ rồi. Đó, mặt phẳng phụ. Vậy đây bài toán yêu cầu là D
SA đến BD không có nhiều. Đây, bước đầu tiên ý, từ cái điểm giao của cái cạnh bên với mặt đáy kẻ một đường thẳng song song với cái đường thẳng thuộc mặt đáy, tức là mặt đáy là đường thẳng BD mặt đáy. Được chưa? Vậy từ A kẻ một đường thẳng song song với gì? BD. À, kẻ đường thẳng song song với BD. Sẽ song song là BD mà sẽ đi qua đây rồi. Đúng nhỉ? Điểm này. Rồi mình cứ mạnh dạn mình kẻ song song. Đấy. Đây đường thẳng D đi. Đấy, từ A kẻ thẳng. Thế tiếp tục này. Qua H đấy. Làm nào? Qua H kẻ một đường thẳng vuông góc với BD và đường thẳng D này, đúng không? Trên đường cao H đây. Được chưa? Bây giờ ta từ đây ta kẻ một đường thẳng vuông góc BD và đường thẳng D thì chúng ta thấy là đáy là hình vuông, chúng ta nhớ là hình vuông. Đáy là hình vuông thì AC và BD nó vuông góc với nhau. Do đó kẻ một đường thẳng qua H này kẻ một đường thẳng vuông góc BD thì đương nhiên nó phải song song AC rồi, ta phải kẻ song song AC. Đây. Cắt BD tại một điểm và cắt đường thẳng D tại một điểm. Ví dụ như đây điểm gọi là điểm Y đi. Đây cũng là điểm G đi, tùy chúng ta ký hiệu nào ký hiệu. Và lối S với Y nhìn nó hơi sẽ hơi nhỏ, chúng ta phải chú ý theo dõi. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần từ gì? Từ G kẻ một đường thẳng vuông góc với SI thì đấy chính là khoảng cách từ Y đến mặt phẳng SIA. Hay nói khác chính là khoảng cách từ BD đến mặt phẳng SIA gọi là kẻ. Rồi, ví dụ đặt đây nhỉ. Hơi khó nhìn một chút, chúng ta cố gắng. Đấy. Và tiếp tục chúng ta muốn tính được thì chúng ta phải thông qua điểm H này, vậy nó ta kẻ H. Từ H cũng kẻ vuông góc đến S. Vuông góc đến S. Và đây là ví dụ JK đi. DHE ví dụ thế. Thế rồi, JK. Đây điểm K. Đây điểm E. Nói chung là nó hơi hơi nhỏ, cái mặt phẳng nó hơi nhỏ nên ta hơi khó nhìn, chúng ta cố gắng nha. Thế ta sẽ trình bày như sau, qua đây điểm thẳng D nó sẽ thấy này, nó sẽ nét liền đó. Ok rồi, bắt đầu này. Nha. Thế bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ từ A, từ A kẻ đường thẳng D D vuông góc với BD. Được chưa? À, kẻ đường thẳng D vuông góc BD. Thì từ đấy suy ra này, BD sẽ song song với cái mặt phẳng chứa đường thẳng D và cái thằng SA. Và đương nhiên khoảng cách D từ SA đến BD bằng D từ BD đến cái mặt phẳng D và SA. Xong. Đó, thứ nhất. Tiếp tục này. Hả? Cái gì? À, song song rồi rồi, nhầm nhầm nhầm, song song chứ sao lại. Sorry sorry, song song, chuẩn rồi, chuẩn chuẩn, đỡ lỗi lỗi. Kẻ song song mà lại viết vuông góc. Ok rồi, sorry. À, thực ra trước ra chỗ này thì bắt đầu chúng ta phải trình bày gọi H đã. Gọi H hộ thầy.
là trung điểm. Trung điểm của gì? AD. Và suy ra SH vuông góc với AD. Và suy ra SH vuông góc với ABCD. Lý do mở ngoặc vì SAD vuông góc với ABCD. Đấy, theo bài toán được chưa? Chúng ta thêm chỗ đấy. Trước tiên là chúng ta phải phải có cái đoạn đó rồi. Rồi. Thì nói chỗ này là phải làm gì? À, nó phải là song song đúng không? Rồi, tiếp tục này. Qua H. Kẻ đường thẳng vuông góc với BD, nó sẽ cắt BD tại G và cắt D, đường D tại Y. Rồi, từ đó suy ra ta có này, AI thì vuông góc với EZ rồi do phép kẻ. AI vuông góc với SH. Từ đấy suy ra AI vuông góc với S HI hay SEZ cũng thế thôi. Đúng không? Từ đấy suy ra luôn là SAI vuông góc với SEZ. Vậy thì từ Z tất kẻ JK vuông góc với SI thì suy ra JK vuông góc với SAI và suy ra JK chính là bằng D từ J đến SAI. Đó, được chưa? SAI không? Hay nói khác là JK chính là khoảng cách từ gì? Hay là bằng luôn? Hay bằng luôn? D từ đâu? À, D từ BD đến gì? S EZ AI đấy. Đấy. Bây giờ nhiệm vụ ta tính thôi, đúng không? Ta tính như thế nào? Ơi. À, đây 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 đây, thầy xóa đi, thầy viết lại nhé. Xóa đi này, tẩy đi, viết lại này. Xóa, viết xuống đây nhé. Đây, thì ta có là JK này bằng này D từ J đến SAI hay cũng chính là bằng D từ BD đến SAI. Đó, bởi vì BD nó song song mặt phẳng SAI mà. Đó, SAI chính là cái mặt phẳng D và đường thẳng SA này này. Được chưa? Bây giờ ta tính thôi. À, ta tính thì chúng ta phải dựa vào cái thằng nào? Thứ nhất
là chúng ta từ đây, JK là ta tính thông qua cái thằng khoảng cách từ H đến mặt phẳng SAI. Đó, SAI. Thực ra nó gấp đôi luôn. Chúng ta thấy là nó trung điểm này. Chúng ta nhìn này, H nó sẽ là trung điểm của EZ. Bởi vì H là trung điểm của gì? Của AD rồi. Đó, thì H nó sẽ là trung điểm của EZ luôn. Đó, chúng ta thấy như vậy. Thì hai đường thẳng là song song. Đấy, chúng ta thấy như vậy. Hai đường thẳng là IA và thằng BD này nó song song với nhau, nên do đó thì nó sẽ là gì? Trung điểm, đúng chưa? Đó, đi qua trung điểm mà. Trung điểm của AD. Vậy thì ta suy luôn nhé. H là trung điểm. AD nên suy ra H cũng là trung điểm của EZ. Được. Tiếp tục này. Từ H kẻ HE vuông góc với SI thì ta suy ra HE bằng một nửa, 1/2 đấy, của thằng JK. Đó, chúng ta tính thôi. Ra đây nhá. Ở trên này rồi, ok, chúng ta sẽ tính khoảng cách này. Thứ nhất là ta có là gì? Ta có SH đã. SH là chính là đường cao trong tam giác đều, chính là bằng A căn 3 trên 2. Rồi. Thế còn ta có là HG. À xin lỗi, là EZ đi. EZ thì chính là bằng AC trên 2 hay là bằng bao nhiêu? A căn 2 là cạnh AC rồi, trên 2. Và ta có HG, à HI luôn, HI. HI thì bằng 1/2 EZ hay chính là A căn 2 trên 4. Được chưa? Đây ví dụ DO chẳng hạn này, DO này. A I Z O này nó chính là hình chữ nhật. Đó, hình chữ nhật. Đó. Thực ra nó là cũng là hình chữ nhật thật, đúng không? Bởi vì thằng này nó AO nó gấp 2 lần OZ mà. Thế thì từ đó người ta tính tính được là gì? Một trên suy ra này. Một trên HE bình thì bằng 1 trên
SHB cộng 1 trên HIB. À, thay số vào thôi. SH bình là bằng A căn 3 trên 2 và 4 phần 3 A bình cộng với tầng này HI bình. HI bình thì thành nghịch đảo lên thành 10 16 phần 2 16 phần 2 A bình. 16 phần 2 thì còn 8 8 A bình, 8 trên A bình thì ta sẽ được bằng này 8, đây là 8 này thì sẽ còn là nó đây là 8 này. Đấy này thì là ta sẽ có là 38 24 24 cộng với 4 28 28 phần 3 A bình. Từ đấy suy ra HE bằng căn bậc 2 nghịch đảo bằng này thì chính là A căn 3 phần 28. Và ta sẽ có là JK bằng 2 lần HE thì là 2 A căn 3 phần 28. Đấy. Bấm máy ra bằng bao nhiêu thì đấy là chính là kết quả. Chỗ này thì ta được chưa nào? Rất là dễ thôi, đúng không? Quen dần thì nó cực kỳ dễ. Đây là những cái bài toán truyền thống rồi. Và nhớ là những cái bài toán này lúc nào ta sẽ gặp tương đối nhiều, 80-90% của bài toán tính khoảng cách. Nhiều lắm, chúng ta nếu chúng ta làm quen thì rất là dễ thôi, không khó. Chắc chắn là quen rồi làm nhiều bài như thế này, người ta xem đi xem lại người ta sẽ hiểu thôi. Cách xác định nó duy nhất một cái cấu trúc như thế. Thì chúng ta sẽ làm được tất cả các bài tính về khoảng cách cố gắng. Sang bài 83 cho hình chóp SABC có đài ABC là tam giác vuông tại B. AB bằng BC bằng 2A, mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với đáy. Chúng ta chú ý này, SAB và SAC cùng vuông góc đáy. Tức hai mặt phẳng mà cùng vuông góc với một mặt phẳng thì giao tuyến của chúng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. Tức là chúng ta sẽ vẽ là SA vuông góc với đáy. Tiếp tục là M là trung điểm của AB, mặt phẳng qua SM và song song với BC, cắt AC tạo N và góc giữa SBC, ABC 60 độ. Và tính khoảng cách chúng ta xem thế nào. Đầu tiên ta vẽ hình đã. Vẽ hình SA vuông góc với đáy. Vẽ hình nhân góc này. Góc S này. Nó bảo rằng là vuông cân tại, chắc chắn là vuông cân rồi vì AB bằng BC mà, vuông cân tại B. Đó, thằng này bằng 2A. M là trung điểm của AB, đây là điểm M. Rồi. Mặt phẳng đi qua SM và song song với BC, đi qua SM và song song BC thì đương nhiên là từ M đi qua thằng này rồi, đây rồi. Chắc chắn hai thằng N là trung điểm rồi, đúng không? Cắt AC tại N thì đi là nào? Đây.
Góc giữa SBC và ABC bằng 60 độ. Trước tiên ta phải xác định được cái góc của SBC và ABC 60 độ là góc nào. Ta yêu cầu tính khoảng cách giữa AB và SN. AB. Hình này chúng ta thấy hơi khó nhìn thôi nhưng nó rất là chúng ta khó nhìn thôi, chúng ta chú ý khó nhìn nó sẽ nằm ở đâu đây. Bài này thầy thấy cũng thấy quen quen, nếu không nhầm nó là một cái đề thi tự luận của một cái năm nào đó. Những cái bài khoảng cách ngày xưa thi đại học ấy thì nào được gọi là bài khó, gần như là người ta bỏ không làm hoặc chỉ tính được thành tích thôi. Phần khoảng cách là chúng ta không làm, bỏ qua rất là phí, phí cái điểm đó. Bây giờ ta thấy là bài nào chúng ta cũng có thể làm được hết. AB và SN rồi, chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Hình nó sẽ hơi tí nữa nhìn nó hơi khó một chút. Không biết là nếu ta đổi đỉnh thì sao nhỉ? Nếu giả sử ta đổi đỉnh B ở đây thì sao? SN đây. AB. Chúng ta đổi đổi đỉnh cho nó dễ nhìn nhá. Ta đổi AB. Rồi ok, nhìn cho dễ nhìn nhá. Đổi đỉnh D được B này. Đó, ta đổi đỉnh đi cho dễ nhìn nha, đây là đỉnh C, ta xóa đi, ta đổi đỉnh. Đây sẽ là B và đây sẽ là C, và xóa cái chỗ này đi. Xóa thằng SN này đi. Đây sẽ là điểm M và đây sẽ là điểm bỏ đi. Xong xong thì vẫn vậy thôi. Đây sẽ là B này, đây sẽ là C này, ở vuông đây này. Đây điểm M này, đây điểm N này. Rồi ok, nhìn chắc chắn nó sẽ dễ hơn. Đó. Thế thì trước tiên ta phải xác định cái góc 60 độ là góc nào. Đây là 12A này. Thế bây giờ ta có này. Do chúng ta thực ra phải trình bày theo đúng hướng tự luận đấy, còn trắc nghiệm thì nhìn vẽ hình ra chỉ ra ngay mà nhanh lắm, nếu bài này trắc nghiệm thì nó cũng nhanh, tự luận thì chúng ta phải trình bày nhớ như vậy. Thế thì đầu tiên là do này SAB này vuông góc với ABC này, rồi SAC này vuông góc với ABC này, nên từ đó là suy ra SA vuông góc với ABC. Ok xong đấy. Thế thì để ta vẽ này được chưa? Thế là SA vuông góc với ABC rồi thì ta suy ra luôn là thằng nào, thằng AB. À, góc giữa hai mà góc giữa SBC và ABC thì ta phải xác định được cái mặt phẳng vuông góc với giao tuyến chung đó là BC thì ta thấy rất là dễ rồi. Vuông góc với BC thì ta có là tiếp tục này, suy ra SA luôn đi. SA vuông góc với BC mà BC thì nó lại vuông góc với AB. Nên suy ra BC vuông góc với mặt phẳng SAB. BC vuông góc mặt phẳng SAB thì góc này là 60 độ rồi. Đúng không? Và suy ra luôn là SBA bằng 60 độ. Và chúng ta phải tính cái thằng SA, kiểu gì phải tính SA.
chưa? Ta có thằng này AB nó cũng bằng 2A rồi, thằng này bằng 2A. Thế thì xét tam giác vuông. AB thì có SA sẽ bằng AB nhân tan 60 độ. Tan với 60 độ thì bằng căn 3, giờ nó là 2A căn 3. Rồi. Tính được SA rồi. Đó. Thế bây giờ tiếp tục ta mới tính khoảng cách này. Khoảng cách tức là ta phải dọn đường để nó ăn đúng không? Dọn đồ ta. Xơi thôi. Dọn đường ta đi. Rồi, thế bây giờ chúng ta đầu theo phương pháp thì cái thằng SN này, SN này, SN đây, đó. Là cái thuộc cạnh là một cái đường thẳng thuộc cái mặt bên. Thế bây giờ chúng ta theo phương pháp về từ gì? Từ N chúng ta làm sao? Đằng này chỗ này chúng ta chú ý vuông góc bên này nhé. Đây đúng đúng rồi, xóa đi, ta nhầm lẫn chứ. Đấy, từ N là kẻ một đường thẳng song song với BC, ta kẻ một đường thẳng song song với BC nó sẽ sang bên này. Đó, đường thẳng D song song với BC. Rồi chúng ta từ đâu? À, qua A đúng không? Qua kẻ một đường thẳng vuông góc với D hoặc là AB nó như nhau cả mà. Tức là chúng ta thấy này, MN lúc này chắc chắn là vuông góc AB rồi, vì MN là song song BC, BC vuông góc AB mà. Thế đó, từ đây kẻ một đường thẳng vuông góc với AB nó cũng chính là song song MN luôn hoặc BC luôn. Chúng ta kẻ đây. À, ta nét đứt tí ta nối vào mà. Đó. Vậy nối S với cái điểm, ví dụ cắt điểm này tại Y đi chẳng hạn. Thì nối S với Y. Được chưa? Và lúc này thằng này nó trở thành nét nét đứt này. Đó, nét đứt. Được chưa nào? Xong rồi chúng ta thấy rất dễ rồi. Từ A kẻ vuông góc với thằng gì? SI là xong. Ok. Được chưa? Bây giờ ta trình bày thôi. Đấy, ta nhìn cách vẽ hình nha. Xoay điểm đi thì nó sẽ vẽ dễ hơn nhiều. Nếu như ta để được rồi rất là khó. Bắt đầu chúng ta đây. Từ N kẻ đường thẳng D song song với AB. Thì từ đấy suy ra AB song song với thì mặt phẳng SN và đường thẳng D, và suy ra D từ AB đến SN chính là D từ AB đến mặt phẳng SND. Đó, được chưa? Ok, đây là thứ nhất. Tiếp tục này. Qua chân đứng cao hình chóp chính là A rồi. Qua hay từ A cũng được, hay qua A cũng được. Qua kẻ đường thẳng vuông góc với D. Đương nhiên là cắt gì? Cắt D tại Y, chỗ này vuông góc này. Đó. Được chưa? Thế thì lúc này ta sẽ có này. NI thì sẽ vuông góc với AI. Và NI vuông góc với SA. Từ hai thằng này suy ra NI vuông góc với
SNI hay suy ra SNI vuông góc với SAI. Ok. Tiếp tục chỉ cần từ gì? Từ A kẻ AH vuông góc với SI. Thì lúc này AH sẽ vuông góc với mặt phẳng SLI. Và lúc này ta sẽ có là gì? Ta sẽ có là AH bằng D từ đâu? Từ A đến SNI hay chính là bằng khoảng cách D từ AB đến SNI hay cũng chính là bằng D từ AB đến SN. Ok, đấy. Rồi vậy. Vậy thì bây giờ tính thôi. Tính dễ quá rồi. Đúng không? Tính thì ta có nhìn dễ nhìn thấy là AI thì bằng bao nhiêu? AI thì chính là bằng MN, đúng không? Ta có luôn AI. Ta có AI thì bằng MN hay bằng 1 phần 2 BC, có nghĩa là bằng A. Thế và tiếp tục là 1 trên gì? AH bình thì bằng 1 trên AI bình cộng 1 trên SA bình. Thay vào AI bằng A 1 trên A bình cộng với 1 trên bao nhiêu? Thằng kia nó sẽ là 12A bình. 12 thì nó thành 13 trên 12A bình. Và từ đấy suy ra AH bằng A căn 12 phần 13. Đó, nhiệm vụ ta bấm máy thế là xong. Đúng không? Đó, rất là dễ thôi. Dần dần thì dễ dần rồi, đúng không? Một bài nó như vậy. Ok. Cũng không phải là quá khó. Những cái bài này thì chúng ta cũng tuân thủ thôi các bước mà thầy đã dạy rồi. Bước 1, bước 2, bước 3 và cuối cùng như thế nào. Phần lý thuyết trước dạy rất là rõ ràng. Ok. Xong bài này.